She looks pretty when she grits her teeth, 'cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder but I can't see why she's not with me. She looks funny when she bites her tongue, 'cause she likes my lips but she won't move on. She said just friends and I can't see why. She's out of my grip. No, if she gave me the chance, I know that I wouldn't slip, because she holds on to something I know she never wanted. Yeah, I should probably leave, but she's leaning in. Oh, she's in my... Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay là một video về chủ đề make up. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái mẹo và những cái kinh nghiệm của mình để cho mọi người có thể make up vào mùa hè tự tin hơn và xinh đẹp hơn, nhưng mà vẫn bảo vệ da, vẫn có được một cái nền da được bảo vệ đúng cách. Bên cạnh đó thì cái lớp nền nó vẫn rất là khô ráo, thoáng mát mà không bị gọi là kinky hay là bị vỡ nền khi mọi người ra mồ hôi hay là đổ dầu nha. Ok, bắt đầu nhá. Đối với cái make up mùa hè ấy, thì kể cả là bước dưỡng hay là bước make up ấy, thì mình đều tiết chế nhất có thể. Làm sao cho mà dưỡng thì phải đủ ẩm, nhưng mà khi mà make up lên thì không bị chảy và không bị gọi là tiết dầu nhiều trong suốt cái quá trình mà mình mang cái lớp make up ở trên mặt ấy. Và thứ hai đó là make up ấy, thì mọi người lưu ý này, vào mùa hè thì hãy hạn chế tối đa sử dụng kem nền. Thay vào đó thì mọi người có thể sử dụng kem chống nắng thay thế cho kem nền nha. Đối với kem chống nắng ấy thì mọi người hãy ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng nó nâng tông một chút và nó có cái độ cover một chút. Bên cạnh đó thì cái khả năng chống nước của nó có thì lại càng tốt, và tốt nhất là có chống nước để khi mọi người ra mồ hôi hay là ra dầu ấy thì nó vẫn bám tốt ở trên da, chứ không phải là bị bở hay là không bị mốc. Mặc dù chúng ta có thể có cả lớp kem che khuyết điểm hay là lớp phấn sau đó, thì bắt buộc là bản thân cái kem chống nắng ấy thì nó phải đáp ứng được một số những yếu tố bắt buộc vào mùa hè. Còn đối với các bạn mà ngồi trong máy lạnh thì mọi người có thể sử dụng những sản phẩm kiểu như này, nâng tông và có độ dưỡng một chút. Đây là cái sản phẩm kem chống nắng mình rất là thích, hôm sau chắc chắn là mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Còn hôm nay thì mình sẽ hoàn thành cái make up lúc này thật nhanh và chỉ chia sẻ cho mọi người những cái sản phẩm nào thật sự cần thiết thôi nha. Mùa hè mà mọi người hay trang điểm ấy, thì thực sự là nếu như mọi người bỏ qua kem chống nắng thì làm một cái gì đó, mình thấy rằng nó là một cái thiếu sót rất là lớn. Nhưng mà nếu như mọi người dùng kem nền á mà bôi kem chống nắng nữa thì cái lớp nền của mọi người nó rất là dày, và chắc chắn là một cái filter chống nắng bên dưới ấy, thì nó sẽ làm cho cái lớp kem nền của mọi người nó bị xê dịch và nó bị bở ra nhanh hơn. Nên là mình thấy là kinh nghiệm cá nhân mình nha, thì tối ưu nhất vẫn là sử dụng kem chống nắng có tác dụng nâng tông, sau đó mọi người che khuyết điểm những cái khuyết điểm mọi người cần che, sau đó thì phủ phấn, thế là ok xong. Vừa nhanh vừa tiết kiệm mà có thể vừa bảo vệ da và hạn chế cái tình trạng kích ký mốc nền, và giúp cho mọi người cảm giác thoải mái nhất trong suốt cái mùa hè. Tiếp theo đối với phấn phủ ấy, thì tùy sở thích từng người nha, nhưng mà cá nhân mình là một người hay make up ấy, thì mình vẫn thấy là mùa hè sẽ phù hợp với những cái kiểu mà nền trong trẻo. Ai mà thích kiểu style make up no make up thì đây sẽ là một cái sản phẩm phấn phủ mà mọi người không thể bỏ qua. Đây này, đây của nhà bom nha mọi người. Đây là dạng phấn phủ không màu và chỉ có duy nhất một cái màu này thôi. Với cái dạng phấn phủ không màu này ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái lớp nền của mọi người nó sẽ tạo được cái hiệu ứng mịn lì nha mọi người, che phủ được những cái lỗ chân lông này, và ngoài ra nó sẽ làm cho cái lớp nền của mọi người giống như là lớp da thật, chứ không phải là nó sẽ trắng hơn, nâng tông hoặc là giả giả giống như những cái phấn mà có màu mà mọi người hay thấy đâu. Và một cái ưu điểm nữa, những cái sản phẩm mà phấn phủ không màu này, khi mọi người dặm ở những cái vùng có nhiều nếp gấp nhăn và nếp gấp cơ hoạt động ấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ đọng ít những cái nếp nhăn, và cho dù đọng thì nó cũng không bị lộ giống như khi mọi người sử dụng những cái phấn phủ thông thường nha. Hạt phấn của em này thì siêu mịn luôn mọi người, mình phải công nhận đó là nó siêu mịn và nhẹ mặt luôn. Mọi người đánh giống như kiểu không đánh ấy, nó rất là nhẹ, và cái khả năng kiềm dầu sản phẩm này đỉnh cao cực kỳ luôn. Nếu như mọi người kết hợp được với một cái sản phẩm kem chống nắng mà có khả năng kiềm dầu ấy, thì mọi người sẽ thấy được là cái khả năng mà kiềm dầu cho da của mọi người suốt cả ngày rất là đỉnh. Và kinh nghiệm của mình ấy, khi mà đánh những cái phấn không máu như này, mình không sợ là bị lố. Mình cứ dặm cho đến khi nào mà cái nền của mình nó khô, nó ráo luôn. Như thế thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng đó là tiết dầu, nhanh tiết dầu này. Và ngoài ra thì nó sẽ làm cho cái lớp nền của mình nó bị ráo, không bị bở, không bị chảy khi mà mồ hôi ra. Và
ngoài ra ấy, thì mình mà càng dặm thì cái này nó càng mịn, chứ không có kiểu là nó trắng bóc, nó trắng phớ lên ấy, cảm giác giả chân đâu. Nên thực sự đây là một cái sản phẩm mình cực kỳ thích luôn. Đây mọi người có thể quan sát nhá, là những cái vùng mà mình đã dặm nó rất là mịn, cái lỗ chân lông nó gần như là không có luôn, mà khi mọi người sờ tay vào mọi người sẽ thấy là giống như da thật của mọi người luôn, như da em bé luôn nha. Có những cái vùng cằm này hay là phần rìa trán bên trên này, nó bóng đúng không mọi người? Thật sự là cái khả năng gọi là điều chỉnh cái nền da rất là đỉnh luôn. Ơi, cái lớp nền nó tích cực mọi người, tích cực luôn. Lần đầu tiên mà mình phải khen, gọi là khen nhiệt liệt một cái sản phẩm phấn phủ như thế, mọi người nên thử nhá. Đây mọi người thấy này, mình đang ra mồ hôi nhá, ra mồ hôi cả mặt nhá, nhưng mà mình vẫn không lo lắng, bởi vì cái sản phẩm này nó bám ở trên da rất là tốt, và cái khả năng mà giữ cho lớp nền nó khô thoáng khá là tốt, và khi mà những cái hạt mồ hôi nó chảy ra ấy, thì nó vẫn không bị ảnh hưởng, không bị xi nhê cái lớp nền của mình. Nên thực sự đây là một cái sản phẩm mà mình cực kỳ recommend cho mọi người, đặc biệt là các bạn nào giống mình nhiều mồ hôi nhá và nhiều dầu, và mọi người đang gặp cái tình trạng thứ nhất là mốc nền, thứ hai là hay bị bở nền sau khi mà make up khoảng tầm 1 tiếng gì đó ấy, thì mọi người nên thử sản phẩm này và những cái điều mà mình đã chia sẻ trước đó nhá. Thành phần của em này thì có chiết xuất trà xanh từ Jeju, bên cạnh đó thì còn có chiết xuất rau diếp cá. Đây là hai cái chiết xuất rất là phù hợp với các bạn có nền da gặp vấn đề, ví dụ như da nhạy cảm hoặc là da mà có một chút xíu mụn thì vẫn có thể sử dụng được em này. Và ngoài ra thì allantoin và triple hyaluronic acid thì nó sẽ có cái tác dụng đó là duy trì độ ẩm cho cái lớp nền của mọi người. Nó sẽ giúp cho lớp nền của mọi người á, nó kiểu ráo, mịn, lì, nhưng mà không phải là bị khô khốc kiểu nứt và sủi vẩy đâu. Nên thực sự đây là một cái sản phẩm mà mình cực kỳ recommend cho mọi người nha. Và những cái phần khác thì mình sẽ làm nhanh, bởi vì như cái phần này thì mình không có nhiều sự thay đổi lắm, và những cái sản phẩm thì mình vẫn giữ nguyên. Nói thật là mình là một người rất là ít khi thay đổi, và một khi mình đã chọn được cái sản phẩm mình yêu thích rồi thì mình sẽ dùng mãi luôn. Và đối với màu mắt thì mình vẫn sẽ ưu tiên sử dụng những cái màu pastel, nhưng mà nó vẫn tươi sáng, nó cảm giác vẫn trẻ trung, nhưng mà không phải là quá, gọi là quá đậm. Pretty when she grits her teeth, 'cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder, but I can't see why she's not with me. She looks funny when she bites her tongue, 'cause she likes my lips, but she won't move on. She said just friends, and I can't see why she's not with me. Her phone. Và tiếp đến sẽ là dùng nhũ để bling. Mùa hè thì mình thích theo kiểu là nhìn nó giọt sương mai ấy, kiểu bling nhìn mát mẻ hơn mọi người ạ. Nói thật là bây giờ mình rất là nghiện những cái màu mà hồng như này, hay như này. Nhìn nó cực kỳ trẻ luôn mà cực kỳ tự nhiên luôn mọi người ạ. Và cái độ bám của nó thì trời má ơi, nó đỉnh cao luôn. Và đối với son ấy thì mình định là sẽ làm hẳn một cái clip khác swatch cả ba cái màu son này của nhà Bom luôn, bởi vì mình khá là thích cái cây son này. Nhưng mà mình nghĩ rằng thôi thì ba cái thì mình sẽ lồng vào trong video ngày hôm nay luôn nhá, thì giới thiệu cho tất cả mọi người, nếu như mà ai có nhu cầu thì mọi người có thể tham khảo nha. Đối với cái màu 103 thì cá nhân mình thấy rằng đây là một cái màu rất là đẹp. Cái mùi hương của sản phẩm này nó thơm, là một cái mùi kiểu kẹo thôi, nhưng mà nó rất là nhanh quay đi và cảm giác trên môi rất là dễ chịu. Còn về cái chất son này thì mình khẳng định luôn là một cái chất son lì nhá, bám nó siêu chắc bởi vì mình đã test rồi. Nhưng mà khi mà đánh lên môi ấy, kể cả khi mọi người đánh lòng môi, đánh một cái lượng son ít thôi, nó lên màu vẫn chuẩn và vẫn giữ được cái độ ẩm cho môi. Và càng đánh nhiều lớp ấy, thì cái bờ môi của mọi người nó càng được ẩm. Và với cái chất son này thì mình thấy rằng nó khá là đều mọi người ạ, và nó không bị đọng ở trong rãnh môi quá nhiều hay là làm lộ những cái vẩy da chết môi quá nhiều. Nên đây là một cái màu son và một cái chất son mà sẽ lý tưởng cho các bạn nào có đôi môi là nhiều khuyết điểm nhá, nhiều vẩy da chết và nhiều rãnh môi, mà các bạn vẫn muốn tìm kiếm một cái cây son lì nào đó mà nó vừa có độ dưỡng mà vừa bám rất là lâu, bất chấp mọi người ăn uống ra sao, thì đây thực sự là một cây son mọi người đáng thử nha.
Còn về màu sắc này thì như mọi người đã thấy ấy, thì nó rất là trắng răng, và càng đánh phun môi càng đánh đậm thì nó lại càng tôn men răng, và càng đánh phun môi càng đánh kiểu cho cái màu nó lên chuẩn hơn ấy thì nó càng sang nha mọi người đây. Và cá nhân mình thấy rằng nếu như mọi người đi tiệc ấy thì mọi người sẽ trở thành nữ hoàng của cái màu son này. Và một cái mẹo rất là hay cho mọi người, bởi vì khi mà đánh những cái son lì như thế này, mọi người sẽ thấy là cái môi của mọi người mới được apply nhá, nó sẽ có cảm giác là hơi bóng bóng một tí, mà mọi người thích theo kiểu là dạng như kiểu là lì mết platin ấy thì có một cái mẹo rất hay, mọi người hãy sử dụng một cái phấn phủ không màu như thế này và phủ toàn bộ môi. Việc che phủ như thế này nó sẽ giúp cho mọi người, thứ nhất đó là che phủ được một phần khuyết điểm trên môi, đặc biệt là phù hợp với các bạn nào có nền môi tố hoặc là viền môi thâm thì mọi người sử dụng kem che khuyết điểm ở viền môi, sau đó phủ cái phần này lên thì mọi người sẽ thấy là đôi môi của mọi người nó sẽ lên son rất là chuẩn. Bên cạnh đó thì nó sẽ tăng cái độ bám dính trên son và làm cái màu son của mọi người ấy, nó nhìn nó mết lì hơn, nhìn nó xinh hơn nha. Đây, màu 502. Theo như mô tả của hãng thì mình thấy đây là một cái màu cam nút, nhưng mà thực tế lên môi của mình nó lại thiên về một cái màu cam hồng đào. Và mình nghĩ rằng đây là một cái màu son nó khá là phù hợp với mình vào mùa hè, bởi vì đây là một cái màu son nó tương đối sáng nhưng mà lại không quá chói, không quá trầm, đủ để trẻ trung nhưng mà không bị sến, nên thực sự đây là một cái màu son mình rất là thích. Sang thỏi thứ hai khi mà mình đánh lên thì mình thấy rằng nhá, là cái chất son này đúng thực sự là nó rất là mềm mịn, cho dù là mọi người xoát mấy cái màu son đi nữa thì nó vẫn trên môi nó vẫn rất là thoải mái và nhẹ môi như mọi người. Và cái khả năng mà bám dính ra thì để mình test cho mọi người xem. Đấy, nó bám khá là cao và khả năng nó chỉ dính ra cái phần lòng môi là nơi mà cái son nó đọng vào nhiều nhất. Còn lại thì những cái vùng khác ấy thì nó bám lên môi khá là tốt đấy mọi người nên cân nhắc nha. Và màu son cuối cùng mà mình chọn ở đây đó là màu 503. Thì đây là một cái màu có nhiều sắc cam hơn. Nhưng mà để nói rằng nó có gì men răng không thì không nha mọi người. Nó không làm trắng cái men răng của mình giống như là cái màu 103, nhưng mà nó không làm dìm cái men răng của mình. Và đây cũng là một cái màu son cam nhưng mà nó không hề sến nha mọi người. Đây là một cái màu son cam có chút nâu. Và theo như mô tả của hãng thì đây là một cái màu cam nút đất, nhưng mà thật sự là nói nút thì không phải đâu, mình thấy nó thiên về kiểu cam đất hơn. Đây là một cái màu khá là trendy và vùng mùa hè như thế này thì nó cực kỳ phù hợp. Và với cái màu son này thì nó không kén da quá nhiều đâu, bởi vì đây là một cái màu cam đất thì mình nghĩ rằng khá là phù hợp với nhiều nền da. Đặc biệt là nếu như mà các bạn có nền môi tối màu ấy, khi đánh son lên ấy thì cái chất son, cái màu son nó sẽ được đậm xuống hơn nữa, nó sẽ thiên về đất hơn nữa. Nên là mình nghĩ rằng đây là một cái màu son nó cũng khá là ok mà mọi người có thể sử dụng cả từ hè sang cả đông nha. Ok, nó có sách mách có trứng. Thật ra là mình muốn chia sẻ cho mọi người ba cái màu son này của Bom. Trước hết là bởi vì phải công nhận rằng nó đã hoàn thiện tất cả mọi cái khuyết điểm của một cái cây son lì mà mọi người trước đây phải đối diện với những cái khuyết điểm của nó. Ví dụ như là son càng lì thì lại càng khô môi và càng lộ cái rãnh môi, và càng về cuối ngày thì môi của mọi người nó càng rát, càng châm chít. Nhưng mà thực sự đến với cây son nhà Bom này thì mình phải khẳng định rằng là thật sự là cái chất son này nó quá là ưu việt. Và nếu như mọi người đang tìm kiếm một cái cây son nào về cái màu sắc khá là trend nhưng mà vẫn muốn là nó có thể che phủ được phần nào cái khuyết điểm môi của mọi người là nhiều về da chết này hoặc là nhiều rãnh môi, mà vẫn muốn cái cây son của mọi người nó gọi là giúp cho mọi người luôn tươi tắn sau mọi bữa ăn, thì thực sự đây là những cái sự lựa chọn mà mình cực kỳ recommend cho mọi người nha. Và khi mà mình tìm hiểu bảng thành phần thì nó còn có một cái điểm cộng nữa, đó là trong cái sản phẩm này thì nó chứa phức hợp dầu từ các loại hạt giúp cho đôi môi của mọi người mềm mịn, và đúng như thế, khi mà đánh lên thì môi rất là mềm. Bên cạnh đó thì nó còn có dầu quả Rosa Canina, hay mọi người có thể hiểu là dầu nụ tầm xuân ấy. Bên cạnh đó thì còn có dầu quả mơ này, dầu bơ này, dầu hạt macadamia và bơ hạt mỡ, vitamin E, nói chung là rất là nhiều những cái hoạt chất mang tính dưỡng cho môi. Do đó mà sau khi đánh mọi người không hề cảm giác là môi của mọi người nó bị khô căng một chút xíu nào cả. Và về lâu dài thì mình vẫn thấy rằng cái sản phẩm này nó không gây thâm môi cho mọi người nha. Đây là một cái điều mà mình đánh giá rất là cao đến từ cái bộ son kem này của nhà Bom. À thật ra là ba thỏi thôi. Đấy, khi mà mình lau đi thì cái lớp tin nó như thế này mọi người. Cái lớp tin nó được như thế này luôn đấy mọi người, mình không ngờ luôn á. Mặc dù nó hơi thiên cao một chút xíu nhưng mà được cái là nó không làm mặt của mọi người nó bị gọi là bị tối đi hoặc là bị nham nhở đâu. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like và subscribe nhé. Bye.